Đó, đẩy cái rượu vào. Ồ, lạ quá lạ quá. Nó nhậu được luôn anh. Ừ, ăn nhậu được. Ai nhu cầu uống rượu ok. Bia rượu. Xin chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay hai anh em sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một món ăn chân giò sốt vang nha quý vị và các bạn. Và cũng xin chúc quý vị và các bạn một buổi tối tốt lành nha. Thịt chân giò này, mình mua cái này là thịt chân giò nhé. Vẫn còn một chút xương nữa, lẫn một chút xương nữa, chốc mình sẽ lọc ra. Và đây là cà chua này, gừng này, hành tím, tỏi, ớt, rồi một chút ngũ vị hương, rồi ít rượu. Giờ anh làm gì anh? Bây giờ anh sẽ thái cái thịt ra trước. Anh sẽ lọc cái này ra. Thái thịt ra. Ừ. Bởi vì các bạn ơi, hãy mua cái thịt đấy, thì nó thịt phải có còn sốt vang. Đúng rồi, thịt chân giò sốt vang. Úi chà. Nó phải còn một chút xương này này, cái thịt mà nó gần như thế này này, nó sẽ cái thịt nó sẽ ngon hơn. Chia sẻ với quý vị và các bạn, người đàn ông nào cũng thế, cũng có thể được vào bếp được. Kể cả bạn làm bất kể nghề gì, nếu như bạn thích là bạn sẽ vào bếp nấu ăn được hết. Ok. Chỉ có điều bạn có tìm hiểu hay không thôi. Rồi ok, giờ cái thịt mình đã thái xong rồi nhá. Thì mình sẽ đi ướp với một ít gừng nhá. Thôi mình ướp tỏi các bạn. Rồi, gừng có tỏi các bạn. Đó, mình ướp thêm một xíu ớt các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho một ít muối nha các bạn. Rồi, bỏ thêm ít muối bạn. Quý vị và các bạn hãy nhớ cho thêm một ít muối thôi. Rồi. Và mình sẽ cho thêm ít hạt tiêu nhé. Hạt tiêu thì mình cho thêm một muỗng hạt tiêu cà phê này. Và mình sẽ cho thêm một muỗng hạt lêm. Và mình cho thêm một muỗng bột ngọt nữa. Cái ngũ vị hương này ấy, mình sẽ cho ít thôi nhé quý vị và các bạn. Mình cho thêm khoảng một thìa cà phê thôi. Lúc này mình cho một thìa cà phê, chốc nữa mình sẽ cho thêm vào sau. Trong khi cái thời gian mà mình đã cho gia vị vào rồi ấy nhá, thì mình ướp thịt thì mình để độ khoảng 25 đến 30 phút. Rồi mình cả cho vào lấu. Rồi chờ đợi thịt ngấm thì mình thái cà chua nha bạn. Quá đã. Hôm nay lại được ăn nữa. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình đã ướp cái thịt đủ thời gian rồi nhé. Đủ thời gian là khoảng 25 đến 30 phút rồi. Thì mình sẽ đưa vào xào đây. Ủa, không bỏ dầu hay gì luôn anh? Không, cái này không cần dầu. Bây giờ mình sẽ giảm bớt dầu mỡ đi. Dầu thịt heo nó đã bản chất nó đã có mỡ rồi, mình không cần dầu. Là bạn, món này không cần dầu anh. Bỏ vô xào luôn. Đúng rồi, bỏ vô xào luôn. Okay. Rồi, trong khi đó mình sẽ cho một chút rượu trắng vào nha quý vị và các bạn. Đây là rượu gạo nấu nha. Bỏ một chút rượu vào. Khoảng 2 nắp thôi. Đúng rồi, 2 cái nắp của cái chai nước suối thôi. Gọi là có một chút thôi. Đó, đẩy cái rượu vào. Ồ, lạ quá lạ quá. Nhậu được luôn anh. Ừ, ăn nhậu được. Ai có nhu cầu uống rượu ok. Bia rượu. Rồi, bây giờ mình sẽ cho cà chua vào. À, bây giờ mình bỏ cà chua vô vào. Cà chua mình đã thái mỏng nhá. Đó.
hay hay hay, không nhận. Ủa, anh thấy cũng hơi đau bụng lắm anh ha. Đúng rồi, nó không có gì là ấy cả. À, vậy cái nước sệt sệt là từ cà chua ra đó. Đúng rồi, từ cà chua ra, cái nước nó sệt sệt ra. Thế mình đâu cần nêm nếm nữa đâu. Nãy mình đã nêm nếm đủ vị rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm một thìa ngũ vị hương nữa, thìa cà phê đấy nhé các bạn. À, cái thìa này là màu sắc rõ đẹp đúng không? Vừa thơm lại vừa màu sắc. Ok. Rồi cái nước của cà chua rè rồi này. Mình đã nấu được cái món sốt vang này xong rồi nhé, quý vị và các bạn. Mình sẽ cho thêm một chút hành lá vào này. Đó, mình sẽ cho thêm một chút hành lá. Rồi đảo đều nên là đặt ra lên là ăn thôi. Nè. Nhìn nhé. Chị và các bạn ơi, lại ngon nữa rồi. Mình đã xong, bây giờ chỉ còn việc thưởng thức nữa thôi. Xin mời quý vị và các bạn nhé. À, mình cái món này mình sẽ ăn với cơm. Với cơm em? Đúng rồi, mình ăn với cơm. Chị ạ, cái màu của nó mình, cái món này trước tiên cái màu của nó mình thấy là cho cái ngũ vị hương mà cái màu nó rất là đẹp. Nó hai nữa là đúng là cái vị sốt vang, quý vị và các bạn, cái mùi vị nó rất là thơm. Cái gia vị của mình cho vào á, nó là cái gừng này, rồi cái rượu, một chút rượu trắng này, cà chua này, rồi một chút tỏi này, chút hành lá này, mấy cái hương vị này mà nó quậy vào với nhau thì khỏi còn gì bằng nữa. Quá tuyệt, xin mời quý vị và các bạn nhé. Quá tuyệt vời quý vị các bạn ơi. Cái khoảng thời gian mình sốt cái này nó mất độ khoảng 30 phút đến 35 phút. Cái thịt nó vừa mềm, nó rất là thơm lắm. Mình ăn miếng cơm đây, ăn thử miếng cơm nhé. Quý vị và các bạn ơi, món ngon thì đã xong rồi nhá, mình cũng đã thưởng thức rồi. Và xin chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau. Nhưng có một điều quý vị và các bạn nhớ hãy xem video và đăng ký nhấn chuông dùm mình nhá. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn nhá.